Hello, xin chào tất cả mọi người thân yêu. Hưng rất là vinh dự khi được ban tổ chức chọn lựa để đứng vào vị trí cũng khá là đặc biệt đó nha. Hưng là người connect với các nghệ sĩ, rồi sắp xếp chương trình cho thật tuyệt vời, với mong muốn duy nhất là sẽ mang lại những cái ngày lễ hội thật đã đời, thật là xứng đáng, thật là tuyệt vời cho bất kỳ ai đặt chân đến lễ hội cũng như là vùng đất Phan Thiết. Hưng cùng với ekip đã connect rất nhiều với các anh chị em nghệ sĩ. Đặc biệt là mọi người biết không, Tết á, là ca sĩ không có chịu đi hát đâu đó, rất khó luôn. Bằng mối quan hệ của mình và cách thuyết phục của Hưng thì các nghệ sĩ đã gật đầu đồng ý và xuất hiện để phục vụ mọi người. Hưng có hứa với Hà Hồ đó, là em đi hát đi, để anh sẽ đưa Polo đi cùng luôn cả gia đình, mấy gia đình mình chơi với nhau ngoài đó. Thế là Hà Hồ đồng ý chịu là như vậy đó. Chứ còn mời mấy chỗ khó lắm luôn, các đại ngôi sao những ngày Tết họ làm cả năm rồi mọi người ạ. Cái vai trò này nó không hề lạ lẫm với Hưng cả. Có điều là mình làm ở trong cái phạm vi của live show của mình. Hưng đã từng mơ ước làm một cái mô hình kinh doanh giống như Disney World, và cuối cùng đã nhìn thấy được một đơn vị đã có những cái suy nghĩ giống như mình đã từng ước mơ, như lần này với một cái quy mô rất lớn. Cái mong muốn là cái lễ hội này là năm nào cũng phải thực hiện, cho nên chúng tôi bằng chất xám và kinh nghiệm của nhiều năm làm nghề sẽ cố gắng tạo ra một chương trình hấp dẫn nhất, hài lòng nhất và tuyệt vời nhất dành cho khán giả. Để đặt cái tên của Đàm Vĩnh Hưng xuống trước một cái công việc hay một dự án gì đó, chắc chắn 100% mọi người sẽ cảm thấy hài lòng. Làm sao chạy show anh cũng phải cân đối trước đó để nhận rồi mà, cho nên là cái lương của giáo đốc nghệ thuật nó cũng ngon lắm, cho nên là không cần phải chạy quá nhiều. Có thể các bạn đang có sự lựa chọn khác nào đó, ví dụ ở chỗ này có một cái lễ hội này, chỗ kia có một lễ hội kia, nhưng ở tại Phan Thiết có tất cả 9 cái lễ hội gộp chung vào một chỗ. Các bạn có thể không cần đi đâu xa cả, một nơi một thôi là các bạn có thể tận hưởng được tất cả những điều tuyệt vời nhất của cuộc sống này. Tháng 2 năm 2024, một siêu lễ hội sẽ xuất hiện tại Việt Nam. Một điểm đến triệu niềm vui, chuỗi hoạt động ấn tượng, lễ hội Hip Hop Vibe Fest, lễ hội trò chơi Game Vibe Fest, con đường cảm xúc Vibe Rock, lễ hội quà tặng Gift Vibe Fest, lễ hội nước Water Vibe Fest, lễ hội ẩm thực Cuisine Vibe Fest, lễ hội xiếc Circus Vibe Fest, lễ hội âm nhạc Music Vibe Fest. Vibe Fest Nova World Phan Thiết, siêu lễ hội bùng nổ cảm xúc với dàn máy ướp hàng đầu Việt Nam. Bạn đã sẵn sàng?